Xin kính chào toàn thể quý anh chị đang theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của bên Auto 62 ô tô Gầm Cao Hà Nội. Em là Trường, đại diện bán hàng bên Auto 62. Hôm nay sẽ hỗ trợ anh chị tham khảo một chiếc xe mà vừa cập bến về tới cửa hàng thôi anh chị nhé. Với cái chiếc xe này thì khẳng định với anh chị là một chiếc xe với năm sản xuất 22 thì nó là một chiếc xe siêu siêu mới và siêu siêu lướt. Mới chỉ lăn bánh được 16,000 km zin full lịch sử bảo dưỡng. Sơn zin 100% lốp theo xe cả dàn và sơ cua chưa hạ, nội thất thì cực kỳ là mới luôn anh chị nha. Và vâng, với địa chỉ kinh doanh hiện tại bên em đang là lô số 4, số nhà 21, đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội anh chị nha. Em Trường mong chờ được quý khách đến cửa hàng và trải nghiệm những chiếc xe bên em. Và bây giờ mời anh chị đi vào chiếc xe này. Với cái chiếc xe này của bên em thì là có ngoại thất là màu đen và nội thất là ghế da màu nâu da bò. Một chiếc xe với sơn zin khẳng định với quý anh chị 100% anh chị nhá, khẳng định luôn với quý anh chị là xe sơn zin 100% và nội thất thì cực kỳ mới luôn. Với mọi chi tiết góc cạnh của chiếc xe thì cam kết là không va chạm, không ngập nước, máy móc keo chỉ mọi cái là nguyên bản luôn anh chị nhá. Và từ những đường sơn, nước sơn bên ngoài thì mọi 100% nguyên zin, chưa đánh bóng, chưa spa. Thì ngay bây giờ khi kết thúc clip này em sẽ cho đi spa, đánh bóng và dọn dẹp. Nếu như những vết xước nhỏ thì bên em sẽ cho đánh bóng để anh chị tới lái thử và xem thực tế thì nó sẽ được tròn vẹn, trọn vẹn nhất anh chị nhá. Đó, mọi chi tiết của chiếc xe đây nguyên bản và còn cực kỳ mới anh chị nhá. Từ những cái sơn đen này khẳng định với anh chị là nguyên zin này, chưa bắn tuốt lại một lần nào này, hay là cho đến từ những cái đường gân này. Đó, đường gân của form dáng của xe này, mọi cái là nguyên bản luôn anh chị nhá. Cho đến từ khe giáp lai này vẫn còn là nguyên bản, chưa tháo ra mà chưa sơn chi tỉa tót một tí một chút nào luôn anh chị nhá. Hay là cho đến từ những cái đường gân này, mọi cái là nguyên zin, cam kết với anh chị là toàn bộ là nguyên zin và cực kỳ là đều xe, ngoại thất sơn zin 100%. Vì vậy nó rất là đẹp mà nó rất là mới, rất là đều luôn anh chị nhá. Là răng thì chưa bị trời xước, cho hay cho đến cái guốc phanh đây. Anh chị hãy quan sát từ những cái guốc phanh này, nó còn cực kỳ là mới luôn anh chị nha. Lốp đây, mặt lốp thì chưa có một chút dấu hiệu nào của sự hao mòn. Đó. Với cái bản Sixlancer 7 ghế, máy dầu thì nó là cái bản cao cấp nhất của Kia Carnival rồi anh chị nhá. Máy dầu anh chị nhá. Với option thì nó là vô cùng là hiện đại luôn anh chị ạ. Đây, từ keo chỉ mọi cái đây, nguyên zin anh chị nhé. Đây, táp ly táp lô đây, siêu siêu mới luôn anh chị nhé. Với cái chất lượng của chiếc xe sau 2 năm sử dụng thì mới chỉ chạy hơn 10,000 cây. Vì vậy cái giá thành của cái chiếc xe này khẳng định với anh chị là cũng sẽ cao hơn những cái xe chạy nhiều km anh chị nhé. Với cái giá của chiếc xe này hiện tại em đang chào bán 1,319,000,000. Đó, vẫn có thể bớt lọc nếu như anh chị quan tâm, mời anh chị qua bên em. Tất nhiên là với đời 22 thì có những đơn vị họ sẽ chào rẻ hơn bên em mấy chục triệu. Nhưng anh chị và mọi người hãy tham khảo với tiền nào của đấy thôi anh chị nhá. Tiền nào của đấy thôi, với cái mức tài chính mà với cái chất xe, với cái đời xe như nhau mà nó vanh nhau tận mấy chục triệu thì đương nhiên là bên em cũng là một trong những cái đơn vị kinh doanh nên là bên em có thể nắm được toàn bộ những giá cả anh chị nhé. Đây anh chị hãy quan sát từ những cái bộ ghế da đây, mọi cái là nguyên zin. Bảy ghế thì nó sẽ có một cái lối đi giữa này anh chị nhé, với hai ghế sau đều được trang bị bằng ghế điện hết anh chị ạ. Sự rất là xịn sò anh chị nhé. Đó cực kỳ là xịn sò luôn anh chị ạ. Mới ơi là mới luôn anh chị nhá. Thật sự là 2022 mà chạy hơn 10,000 km với cái xe Carnival thì quả thật sự là rất là hiếm luôn anh chị ạ. Đó, bản Sixlancer 7 ghế anh chị nhá. Kia Carnival với cái phần thiết kế phần sau của chiếc xe này. Rất là tuyệt vời với cái thiết kế của nhà sản xuất Kia anh chị nhá. Với cái mẫu xe này thì thật sự nó rất là hiện đại. Option thì nó được trang bị quá trời là hiện đại luôn anh chị ạ, mà lại cực kỳ rộng rãi luôn
anh chị đi 7 người vẫn được một cái khoang hành lý mà khẳng định với anh chị là để được quá là nhiều đồ chơi. Vali thì chúng ta có thể xếp được rất nhiều, hoặc nếu như anh chị đi đánh gôn, đánh gốt thì cũng xếp được rất là nhiều bộ gôn, bộ gốt anh chị nhá. Đó, đây là một chiếc xe cực kỳ là tiện lợi anh chị ạ. Rất là tiện lợi mà lại thông minh hiện đại nữa. Với cái xe này thì vừa mới về tới cửa hàng thôi, em cũng chưa kịp dọn dẹp spa gì đâu. Đây là em quay mộc lên 100% anh chị nhá. Và nếu như ngày mai, ngày mốt anh chị qua thì bên em sẽ dọn dẹp spa, đánh bóng để làm sao nó đẹp nhất anh chị nhá. Đó, mọi chi tiết cực kỳ là mới luôn anh chị ạ. Vô lăng với lại súng núm xoay, số xoay với cái bảng điều khiển trung tâm này, anh chị hãy quan sát để có thể đánh giá được về cái độ mới và cái độ giữ gìn của chiếc xe. Thật sự là một chiếc xe không thể mới hơn được nữa anh chị nhá. So với đời 22 anh chị ạ. Mời anh chị đi vào khoang máy để có thể đánh giá chi tiết. Và với cái một cái chiếc xe mà chưa dọn dẹp, em lên sóng luôn. Và khẳng định với quý anh chị thì là bên em Trường là luôn luôn bán những chiếc xe chất lượng, đều được tuyển chọn, chọn lọc rất là kỹ càng luôn anh chị ạ. Về chất lượng thì bên em có một đội ngũ nhân viên, đội ngũ các bạn chuyên kiểm tra về chất lượng. Và tất cả những chiếc xe mà về đến bên em thì bên em đều có check test qua trong hãng sản xuất rồi anh chị nhé. Vì vậy nên là cỡ cả từ km hay là về chất lượng của xe thì bên em Trường đều cam kết 100% là nguyên zin. Đó. Nếu như anh chị mà quan tâm đến dòng Kia Carnival, anh chị hãy alo cho em anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị tại Auto 62.